Cô thân chào các em. Ở các tiết học trước, các em đã được biết về áp suất của chất rắn và áp suất của chất lỏng. Tiết học ngày hôm nay, các em biết thêm áp suất của chất khí. Cụ thể là áp suất của lớp không khí dày tới hàng ngàn km bao bọc xung quanh trái đất của chúng ta. Lớp không khí này, chúng ta vẫn gọi đó là khí quyển. Các em có thể làm thí nghiệm ở nhà như sau. Lấy một ly nước, có thể là ly nước đầy hoặc gần đầy. Rồi các em lấy một tờ giấy không thấm nước, có thể là cái tấm bìa ở cái tập vở cũ của chúng ta học năm ngoái. Cắt ra làm 4 phần, lấy một phần đậy lên miệng ly. Sau đó lật ngược ly nước lại. Vậy nước có chảy ra ngoài hay không? Các em hãy theo dõi thí nghiệm của một học sinh trường mình đã làm. Để thí nghiệm thành công, các em lưu ý giữa tờ giấy và miệng ly, các em phải để kín, không được hở ra một chút nào. Nếu chỉ cần hở ra một chút thôi, không khí lọt vô, thì thí nghiệm lại không thành công. Các em có thể xem lại. Qua quan sát thí nghiệm, ta thấy nước ở trong ly không bị chảy ra ngoài do tác dụng của trọng lực. Để trả lời câu hỏi này, các em đi vào bài học ngày hôm nay. Tiết 13. Bài 9. Áp suất khí quyển. Một la mã, sự tồn tại của áp suất khí quyển. Vậy tại sao cái lớp không khí bao quanh trái đất lại gây ra áp suất tác dụng lên bề mặt trái đất? Áp suất này có tên là gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 7. Tại sao người và tủ đứng trên nền nhà nằm ngang lại gây áp suất nên cái sàn nhà như vậy? Do trọng lực tác dụng nên người và tủ có sức nặng, có trọng lượng. Chính vì có trọng lượng cho nên người và tủ đã gây áp lực lên cái sàn nhà nằm ngang. Chính áp lực này đã gây ra áp suất. Còn áp suất thì sao? Một bình đựng nước, tại sao áp suất của nước lại tác dụng lên đáy? Ta đã biết nước cũng có trọng lượng. Chính cái trọng lượng của nước này đã gây áp lực lên phần đáy bình. Và có áp lực thì có áp suất tác dụng lên đáy bình. Để quay trở lại bài 9. Tại sao lớp không khí bao quanh trái đất lại gây ra áp suất lên bề mặt trái đất? Ta suy luận ra, do không khí cũng có trọng lượng, nên lớp không khí bao quanh trái đất cũng gây ra áp suất. Và áp suất này gọi là áp suất khí quyển. Mặc dù không khí rất nhẹ, nhưng chúng ta đã biết, bao quanh trái đất của chúng ta là lớp không khí dày tới hàng ngàn km, cho nên nó có trọng lượng là đáng kể. Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương. Để chứng minh sự tồn tại của áp suất khí quyển, các em đi theo dõi các thí nghiệm sau đây. Phần 1. Thí nghiệm 1. Khi hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, quan sát vỏ hộp, ta rút ra nhận xét gì? Ta thấy vỏ hộp bị bẹp, hay còn có thể nói bị móp, theo nhiều phía. Vỏ hộp bị móp theo nhiều phía chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ có sự tồn tại của áp suất khí quyển. Chính áp suất khí quyển bên ngoài đã tác dụng lên vỏ hộp theo mọi phương.
Vậy khi hộp sữa còn sữa bên trong thì có áp suất khí quyển tác dụng không? Lúc đó vẫn có áp suất khí quyển tác dụng. Nhưng ta không thấy rõ bằng khi hút bớt không khí trong cái vỏ hộp đó đi. Vậy tại sao vỏ hộp lại bị móp theo nhiều phía? Các em hãy so sánh áp suất bên trong và bên ngoài tác dụng lên cái vỏ hộp. Khi hút bớt không khí bên trong, làm cho áp suất không khí bên trong như thế nào so với áp suất khí quyển bên ngoài? Ta thấy khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp suất không khí bên trong hộp sẽ nhỏ hơn cái áp suất khí quyển bên ngoài. Áp suất khí quyển đã gây ra cái áp lực tác dụng lên vỏ hộp từ ngoài vào theo mọi phương, làm cho vỏ hộp bị móp theo nhiều phía. Chúng ta đã biết rồi, lực tác dụng lên vật gây biến dạng vật. Nếu bình thường hộp sữa không bị móp là hộp sữa chịu tác dụng của hai áp suất cân bằng, áp suất bên trong và áp suất bên ngoài. Để hiểu rõ hơn, ta lại sang thí nghiệm thứ hai. Hình 9.3 sách giáo khoa. Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước. Thí nghiệm này các em hay làm trong phòng thí nghiệm hóa. Vậy nước có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao? Ta quan sát thí nghiệm ảo. Khi bịt ngón tay phía trên của đầu ống đó, thì ta thấy nước không chảy ra khỏi ống. Giải thích. Phía trên tác dụng lên miệng ống, đó là áp suất của cột nước. Phía dưới tác dụng lên miệng ống, đó chính là áp suất của khí quyển. So sánh hai áp suất thì áp suất khí quyển lớn hơn áp suất cột nước. Tại sao mình biết? Thực ra phần 25 mã mấy năm gần đây là giảm tải cho học sinh. Chúng ta không học cách tính áp suất khí quyển. Vì vậy cô chỉ giới thiệu cho các em biết áp suất khí quyển bằng áp suất của cột nước cao hơn 10 mét một chút. Mà ở đây áp suất của cột nước trong cái thí nghiệm này, độ cao của cột nước chừng vài cm. Vậy rõ ràng áp suất khí quyển tác dụng từ bên dưới lớn hơn áp suất của cột nước phía trên. Vì vậy câu C2 trả lời như sau. Nước không chảy ra khỏi ống vì áp suất khí quyển tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn áp suất của cột nước phía trên. Vậy nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì xảy ra hiện tượng gì? Đó là câu hỏi C3. Các em quan sát. Ta thấy khi bỏ cái ngón tay ra thì nước đã chảy từ trên xuống. Vậy hãy giải thích sao? Giờ ta cũng đi so sánh. Phía trên của miệng ống thì có những áp suất nào tác dụng? Thứ nhất là áp suất của cột nước bên trong ống. Do mở ngón tay ra cho nên phía trong ống được thông với khí quyển bên ngoài. Vì vậy có thêm áp suất khí quyển tác dụng lên nữa. Vì vậy, bên trên gồm hai loại áp suất, đó là áp suất khí quyển và áp suất của cột nước. Còn phía bên dưới, chịu tác dụng của áp suất khí quyển hướng từ dưới lên. So sánh, ta thấy ngay, áp suất bên trên lớn hơn áp suất bên dưới. Chính vì vậy, đã đẩy nước từ trên xuống. Câu trả lời C3 sẽ là nước sẽ chảy ra khỏi ống vì áp suất của khí quyển bên trên
cộng với áp suất của cột nước lớn hơn áp suất khí quyển bên dưới. Vì vậy nước đã chảy ra khỏi ống. Để hiểu rõ hơn nữa về áp suất khí quyển, ta sang thí nghiệm 3. Thí nghiệm 3 này cho ta thấy độ lớn của áp suất khí quyển là rõ hơn. Vào năm 1654, Gerich, thị trưởng thành phố Magdeburg của Đức, đã làm thí nghiệm sau. Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính khoảng 30 cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau, sao cho không khí không lọt vào được. Sau đó, ông dùng cái máy bơm rút hết không khí bên trong ra. Và dùng hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con, mà cũng không kéo ra được. Câu C4, hãy giải thích tại sao. Khi hút bớt không khí bên trong, thì áp suất không khí bên trong quả cầu bằng 0. Vậy quả cầu chỉ chịu tác dụng của áp suất nào? Bên ngoài vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía. Nó gây ra áp lực, ép hai cái bán cầu lại. Chính vì vậy mà dùng hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con, dùng lực kéo ngược trở ra cũng không thắng được cái lực ép lô. Vì vậy hai bán cầu vẫn không rời nhau ra. Vậy qua ba thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì? Các em thấy rõ ràng chứng tỏ có sự tồn tại của áp suất khí quyển. Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương. Sang phần 25 mã vận dụng. Câu C8, hãy giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài. Đó là khi lật ngược cái cốc nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước không chảy ra bên ngoài. Vì sao? Giải thích câu C8 giống hệt giải thích ở thí nghiệm 2. Ta xét những áp suất nào tác dụng lên tờ giấy. Có hai loại áp suất. Đó là áp suất khí quyển tác dụng từ dưới lên và áp suất của cột nước tác dụng từ trên xuống. Và áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giấy có hướng từ dưới lên nó lớn hơn áp suất do cột nước trong cốc gây ra. Do đó, nước trong cốc không chảy ra được. C9. Nêu thí dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Ví dụ thứ nhất, hút nước trong ly bằng ống hút. Đây là cái việc làm rất bình thường mà chúng ta không biết được có sự trợ giúp của áp suất khí quyển. Áp suất khí quyển tác dụng lên nước ở trong ly. Được nước truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng vào bên trong. Tác dụng lên miệng ống hút và đẩy nước từ ly vào trong miệng. Nếu như cái miệng ống mà kín, không có sự trợ giúp của áp suất khí quyển, thì ta hút nước lên rất khó. Ví dụ thứ hai, trên các nắp bình nước, bình xăng, xe máy, xe ô tô, thường có một lỗ nhỏ thông với không khí. Các em thấy bình nước ở góc lớp. Khi ta bóc lớp ni lông phía trên ra, thì trên nắp bình có một cái lỗ nhỏ để khi mở vòi nước ra thì nước chảy ra dễ dàng. Cách giải thích như là thí nghiệm 2. Ví dụ tiếp theo chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển, đó là một ống thuốc nhọn ở hai đầu. Nếu ta bẻ một đầu của ống thuốc, thuốc không dễ chảy ra được. Nhưng nếu bẻ hai đầu ống thì thuốc chảy ra dễ dàng hơn. Giải thích chúng ta cũng dựa vào như thí nghiệm 2 chúng ta giải thích. Các em thấy miếng hít dán kính hoặc nhựa
Đây cũng là cái ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Chính áp suất khí quyển tác dụng lên làm cho miếng hít này dán vô tường, không bị rơi ra. Nhưng mà khi nhớ dán thì ta phải rút hết không khí ở bên trong ra. Câu C10. Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức P bằng D nhân H như áp suất chất lỏng? Ta không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức P bằng D nhân H. Có hai lý do sau. Lý do thứ nhất, vì độ cao H của lớp khí quyển không xác định được chính xác. Thứ hai, vì trọng lượng riêng D của khí quyển cũng thay đổi theo độ cao. Càng lên cao, không khí càng loãng, nên trọng lượng riêng của khí quyển càng nhỏ. Vì vậy, càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm. Phần bài tập tiếp theo. Cho diện tích trung bình của cơ thể người là 2 m², viết áp suất khí quyển là 101.325 Pascal. A. Tính áp lực của khí quyển tác dụng lên cơ thể người. B. Áp lực đó có lớn không? Vậy tại sao con người chịu được áp lực như vậy? Ta giải lần lượt từng câu. Câu A. Áp dụng công thức F bằng áp suất nhân diện tích bị ép, P nhân S. Thay số, ta lấy 101.325 Pascal nhân với 2 m² bằng 202.650 Newton. Câu B. Áp lực tác dụng lên cơ thể người rất là lớn, nhưng con người không cảm thấy nó nặng vì áp suất của không khí trong phổi, trong máu và các nơi khác trong cơ thể cân bằng với áp suất không khí bên ngoài. Các em hãy đi trả lời câu hỏi sau. Vì sao các nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo bảo hộ đặc biệt? Các em đã biết, khi đi ra khoảng không vũ trụ thì áp suất bên ngoài sẽ bằng không. Lúc này, nếu không mặc bộ áo bảo hộ đặc biệt thì chúng ta không thể sống trong sự mất cân bằng về áp suất. Áp suất trong cơ thể sẽ lớn hơn áp suất bên ngoài, gây ra tử vong. Vì vậy, các nhà du hành vũ trụ phải mặc một bộ áo bảo hộ đặc biệt. Vì bên trong lớp áo bảo hộ đó có không khí. Lớp áo bảo hộ vừa tái tạo không khí để cung cấp cho nhà du hành vũ trụ, đồng thời giữ cho áp suất không khí bằng với áp suất khí quyển trên mặt đất. Con người sẽ luôn sống trong sự cân bằng của áp suất. Các em có thể làm thí nghiệm ở nhà như sau. Làm thế nào để lấy được vỏ trứng gà còn nguyên vẹn, không bị nứt vỡ? Các em có thể lấy kim châm một lỗ nhỏ, lòng trứng không chảy ra. Nhưng nếu châm tiếp một lỗ ở đầu còn lại, thì lòng trứng bên trong sẽ chảy ra. Khi đó, ta lấy được vỏ trứng còn nguyên vẹn. Cô hướng dẫn các em học ở nhà, chép bài học bài, làm bài tập trong file Word. Làm thêm bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.8 và 9.9 trong sách bài tập. Tiết học sau, chúng ta sẽ ôn tập từ bài 7, bài 8 và bài 9. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt các em.